là gần lắm. Ngày xưa là ngài có thể là đi đường tắt, đi đường này lên rất là gần. Thì ngài A Nan là đệ tử thị giả của Phật, cũng là cái người mà giữ gìn Phật pháp, nên trí nhớ của ngài rất là vi diệu. Mà trong kinh là có một cái ví dụ giống như mình rót cái nước ở trong cái ly, một giọt cũng không có ra ngoài, thì cái trí của ngài A Nan cũng vậy, một lời của Như Lai Đức A Nan cũng không có quên. Cho nên sau khi ngài Đức Phật tịch á, thì A Nan được đại chúng cử lên để mà trùng tuyên lại kinh pháp của Phật. Mà bây giờ mình hay nghe câu đầu tiên là tôi nghe như vậy, tôi là A Nan. Và ngài rất